Chào mừng đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, lịch sử chiến tranh Việt Nam và Siêm La, Thái Lan ngày nay được bắt đầu từ thế kỷ 18 khi người Việt tiến vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long và gây ảnh hưởng với Chân Lạp. Chính quyền của Chúa Nguyễn ở đằng trong Việt Nam đã chạm phải sự kháng cự của vương triều Ajutthaya Siêm cùng với sự tranh chấp ảnh hưởng ở Chân Lạp. Video ngày sau đây sẽ là một phần cung cấp đến quý vị diễn biến chiến sự đó. Cuộc chiến giữa Đại Việt và Siêm La lần thứ hai diễn ra vào năm 1771-1772. Cuộc chiến này bao gồm nhiều trận lớn nhỏ, phần lớn đã xảy ra ở các tỉnh thuộc Nam Việt Nam. Trong hai năm đối đầu này, đôi bên đều bị thiệt hại nặng nề người và của, nhất là xứ Hà Tiên. Trước khi đến video, đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư. Tóm tắt giai đoạn trước đó. Chúa Nguyễn Phúc Chu chính thức đặt nền cai trị trực tiếp, phân chia lãnh thổ hành chánh, thành lập hai tỉnh Trấn Biên, Biên Hòa và Phiên Trấn Gia Định, lấy đất nông nại Đồng Nai làm huyện Phước Long Sài Côn, làm huyện Tân Bình, bổ nhiệm Văn Võ Quan vào các chức vụ lưu thủ, cai bộ, ký lục, tổ chức quân binh theo cơ đội, bộ binh thủy binh. Thành tích được ghi nhận tốt đẹp hơn cả là chiêu mộ thêm lưu dân từ Thuận Hóa Châu trở vào, hệ thống hóa các lớp di dân mới cũ thành làng xã thôn ấp, ruộng đất nhà cửa nhân khẩu kê khai theo đinh, địa bộ, như sau này Gia Định thành thống chí ghi rõ. Đất đai mở rộng thêm 1.000 dặm, dân số trên 40.000 hộ, nhà, mọi người đều được phân chia ruộng đất cày cấy. Việc khai phá mở mang, tốt đẹp Biên Hòa Mỹ Tho góp phần công lớn vào thành lập Gia Định Thành của hai nhóm Trung Hoa tị nạn Dương Ngạn Định và Trần Thượng Xuyên, là món quà Nam Tiến đầu tiên hiến dâng các chúa Đàng Trong. Như sách trời định phần, việc mặc cử tiết quản dân đất Hà Tiên là một tặng phẩm chiến lược độc nhất vô nhị. Uy quyền triều đình Thuận Hóa Phú Xuân từ đây tỏa rộng từ Tiền Giang Hậu Giang đến Vịnh Siêm La. Nhờ Hà Tiên đinh chấn, thế lực Chúa Nguyễn còn đi xa hơn, nối liền Thủy Chân Lạp với Lục Chân Lạp, mở đường cho việc bảo hộ cho Cao Miên sau này. Mặc cửu, người Quảng Đông, trước đây ở Sài Mạc buôn bán kinh doanh phát đạt, tập hợp lưu dân lập thành 7 xã ở Hà Tiên. Thấy Chân Lạp nổi loạn liên miên, bèn dân đất Hà Tiên thần phục triều đình Thuận Hóa Phú Xuân. Chúa Nguyễn Phúc Chu phong cho Mặc cửu chức tổng binh trấn Hà Tiên làm phiên thuộc tự trị, tiếp tục công việc khai hóa Hà Tiên, quan trọng hơn cả canh chừng và ngăn chặn ảnh hưởng của Siêm La. Mùa xuân năm Nhâm Tý 1732, nới rộng địa bàn hành chính quân sự, Chúa Nguyễn Phúc Trú lập Dinh Long Hồ và Châu Định Viễn, Long Hồ Vĩnh Long, nguyên trước là đất Mê Sa và Long Hồ do Nặc Tha xin nhượng, thực tế đã thuộc quyền kiểm soát của Đàng Trong. Năm 1753, nội tình Chân Lạp rối ren, hoàng gia Cao Miên một số theo về các chúa Đàng Trong, một số sẵn có cảm tình chủng tộc với Siêm La càng thêm rắc rối hơn. Để ổn định tình hình, Chúa Nguyễn Phúc Trú hạ lệnh cho Thiện Chánh làm thốc xuất, Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu vào Cao Miên kinh lược, trọng quyền điều động quân tướng Nam Dinh từ Bình Khang trở vào. Thành Nam Vang bị chiếm đóng dễ dàng, quốc vương Cao Miên Nặc Ông Nguyên chạy về Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ che chở. Để chuộc tội, đã về hùa theo Siêm La cầu viện Chúa Trịnh và nhờ Mạc Thiên Tứ tâu xin, Nặc Ông Nguyên được trở lại ngôi vua năm 1756, xin dân hai phủ Tầm Đôn và Xoài Rạp. Nặc Ông Nguyên mất năm 1757, Nặc Ông Nhuận giữ quyền nhiếp chính, lại dâng thêm đất Trà Vinh và Ba Thác. Chẳng bao lâu lại bị Nặc Hình giết. Cháu Nặc Nhuận là Nặc Tôn chạy sang Hà Tiên cầu cứu, sắc phong cho Nặc Tôn làm vua Cao Miên. Chúa Nguyễn Phúc Khoát sai Mạc Thiên Tứ tập hợp binh mã đem Nặc Ông Tôn về Nam Vang làm lễ tấn phong. Để tạ ơn Chúa Nguyễn, Nặc Tôn xin dâng đất Tầm Phong Long, An Giang, đồng thời cũng để cảm ơn công lao Mạc Thiên Tứ, Nặc Ông Tôn đem năm phủ Vũng Thơm, Cần Bột, Campos, Châu Sâm, Sai Mạc và Linh Quỳnh làm quà tặng thêm ân nhân Mạc Thiên Tứ. Với phần đất tặng biếu này, đất khai Hà Tiên mở rộng, Mạc Thiên Tứ theo lệnh Chúa Nguyễn đặt trạch giá thành đạo Kiên Giang, Cà Mau thành đạo Long Xuyên. Như vậy, cùng với việc thành lập trước đây, theo đề nghị của phái đoàn kinh lược Thiện Chánh Hầu và Nguyễn Cư Trinh, các đạo Đông Nhẫn Sa Đéc, đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu Đốc ở Hậu Giang
hầu hết đất đai Thủy Chân Lạp thuộc quyền kiểm soát của triều đình Chúa Nguyễn ở Phú Xuân. Nặc Ông Tôn, triều cống người Việt, không thể ngồi yên chờ đợi. Vua Simla Trịnh Quốc Anh liền cử binh tiến chiếm Cao Miên. Đại quân thủy bộ Simla đem toàn lực uy hiếp Hà Thiên. Mạc Thiên Tứ và hai con chạy thoát cùng lui về Châu Đốc liên lạc với đạo quân của Tống Phước Hạp. Chiếm xong Hà Thiên, quân Simla tiến lên kinh đô Nam Vang, đưa Nặc Ông Nộn lên làm vua, thay thế Nặc Tôn. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến Đại Việt Simla lần thứ hai. Sau khi Trịnh Quốc Anh lên ngôi, vua Sim ở Simla biết con vua cũ Phong Vương là Chiêu Thúy còn ở Hà Tiên Việt Nam, sợ ngày sau sinh ra biến loạn, bèn đến tháng 10 năm Tân Mão 1771 đem binh thuyền sang vây đánh Hà Tiên. Theo Việt Nam sử lược thì sau đó tổng binh trấn Hà Tiên là Mạc Thiên Tứ giữ không nổi phải bỏ thành chạy về Trấn Giang, Cần Thơ. Vua Timla Simla, tể tướng là Trần Liên ở lại giữ Hà Tiên, rồi tiến quân sang đánh Chân Lạp, quốc vương là Nặc Tôn phải bỏ chạy. Vua Simla đóng quân ở thành Nam Vang và lập Nặc Non lên làm vua Chân Lạp. Tháng 6 năm 1772, chúa Nguyễn Phúc Thuần sai quan tổng suất là Nguyễn Cửu Đàm lĩnh chức điều khiển đem binh thuyền đi đánh quân ở Timla. Quân của Nguyễn Cửu Đàm tiến sang đến Nam Vang, quận Timla bỏ chạy về Hà Tiên, Nặc Non cũng chạy về Cần Bột, Nặc Tôn lại về làm vua Chân Lạp. Vua Timla về đến Hà Tiên, sai người đưa thư sang gọi Mạc Thiên Tứ về để giảng hòa. Mạc Thiên Tứ không chịu. Vua Timla bèn để Trần Liên ở lại giữ Hà Tiên, rồi bắt con gái Mạc Thiên Tứ và Chiêu Thúy đem về nước. Năm sau, Mạc Thiên Tứ thấy việc không xong, bèn sai người sang Timla xin hòa. Vua Timla gọi Trần Liên về và cho người con gái của Mạc Thiên Tứ về Hà Tiên, còn Chiêu Thúy thì đem giết đi. Từ đó Mạc Thiên Tứ lại về giữ đất Hà Tiên. Diễn biến chi tiết về cuộc chiến được tác giả kể lại rất chi tiết trong Gia Định Thành Thông Chí. Việt Sử Toán Thư sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong video phần sau. Trước đó đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toán Thư để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Tác giả Gia Định Thành Thông Chí là Trịnh Hoài Đức kể chi tiết. Tháng 9 năm 1771, Phi Mã Tân, tức Trịnh Quốc Anh, thấy Chiêu Thúy hiện đang ở Hà Tiên, cho rằng việc ấy khó chịu. Thừa Nhuệ Khí vừa mới phá giặc ở Lục Côn nên mới thân điều 2 vạn lính thủy lục dùng tên cướp Trần Thái ở núi Bạch Mã làm người dẫn đường. Ngày 3 tháng 10, chúng tiến đến Hà Tiên, vây chặt trấn thành. Thành có 3 mặt chắn bằng ván gỗ, không phải xây bằng đất đá. Lúc ấy quân giữ Hà Tiên rất ít ỏi nên họ phải đóng chặt cửa thành để chống cự. Mặt khác lo cấp báo với đồn Dinh Long Hồ. Thủy quân của Sim chiếm được núi Tô Châu rồi dùng súng lớn bắn vào thành. Tình thế rất nguy cấp. Đêm mùng 10, kho thuốc súng ở núi Ngũ Hổ bốc cháy khiến cả thành đều chấn động. Qua đêm 13, quân Sim từ cửa sau của thành, do chỗ cửa sông nhỏ không được đắp thành phá cửa xông vào, phóng lửa đốt dinh. Ánh lửa rực cả núi rừng, quân Sim trong ngoài giáp công, chúng vừa đánh trống vừa hò reo huyên náo, tiếng súng đại bác vang như sấm. Tông Đức Hầu, tức Mạc Thiên Tứ, thân dẫn quân đánh với chúng trên đường phố. Một lúc sau, quân dân trong thành tan vỡ chạy tán loạn. Qua canh ba thành vỡ, Đông Đức Hầu quyết tự chiến với địch thì cai bội Đức Nghiệp Hầu đến ôm nách đưa Tông Đức Hầu lên thuyền rồi chèo thuyền theo đường sông hướng về Giang Thành tên một thủ sở mà chạy. Hiệp trấn Mạc Tử Hoàng, thắng Thủy Hầu Mạc Tử Thản và tham tướng Mạc Tử Dung đem quân phá vòng vây rồi theo đường biển chạy xuống Kiên Giang, sau đó qua Trấn Giang đóng lại. Ngày 15, thuyền của Tông Đức Hầu đến Châu Đốc, tướng Sim là Chiêu Khoa Liên cho truy binh đuổi theo. Tông Đức Hầu sai cai đội Đồ Bà, Chà Bà là Sara chặn đánh nhưng cũng thua, bèn trút ra đạo quân Tân Châu Tiền Giang. Ở đó ông gặp Lưu Thử Dinh, Long Hồ là cai cơ Kính Thận Hầu Tống Phước Hiệp, đang thân dẫn binh của Dinh tiếp ứng. Họ vội dục gấp quân tiến vào sông Châu Đốc, đánh giết đẩy lùi quân giặc. Quân giặc Sim vì không biết đường nên đi làm vào sông Cục, bị đại binh đuổi kịp chém đầu được hơn 300 tên. Chiêu Khoa Liên bỏ thuyền chạy lên bờ, rồi suốt đêm theo đường Chân Dùm, Chan Sâm chạy về Hà Tiên. Quân Dinh Long Hồ thu được 5 chiếc thuyền, súng ống và vật dụng của quân Sim và ghe sai của Hà Tiên không kể xiết, rồi để quân ở lại giữ đạo Châu Đốc, còn đại binh lui về Tân Châu cùng Tôn Đức Hầu hỏi han, an ủi cơ sự. Sau đó, sai thuyền bè đưa Tông Đức về nghỉ tại Dinh Long Hồ. Lại nói, cai đội đạo Đông Khẩu là Nhân Thanh Hầu Nguyễn Hữu Nhân đón đánh quân Sim ở Cường Thành, Lắp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp. Hậu Giang, ông cho quân giữ lấy chỗ hiểm yếu
rồi bất thần xuất quân đánh liền mấy trận, đều thắng, thu được 10 chiến thuyền của Simla. Quân Sim theo đường bộ chạy trốn nhưng cũng bị chém, bị thương và bị đói khát, chết mất quá nữa. Và cuối cùng, chúng thấy đất Long Hồ nhiều hiểm yếu nên không dám tái phạm. Khi ấy Phi Nhã Tân để Chiêu Khoa Liên ở lại trấn giữ Hà Tiên, còn y thân dẫn hùng quân thẳng đến nước Cao Miên. Vua Cao Miên là Nặc Ông Tôn, An Tôn, chạy ra đất Bát Chiên, Long Quật. Phi Nhã Tân đưa Nặc Ông Tôn trở lại làm quốc vương Cao Miên, quân Xiêm chiếm giữ phủ Nam Vang và có ý dòm ngó đất gia đình của ta. Tháng 11, thống suất Khôi Khoa Hầu, tham mưu Miên Trường Hầu gửi công văn mời Tống Đức Hầu cùng hội họp. Tống Đức Hầu trình bày hết mọi nguyên do thất thủ và dân biểu xin chịu tội. Tháng 12, triều đình xuống chiếu tha tội cho Tống Đức Hầu, lại cấp cho lương cho tiền, rồi sai quan điều khiển Nguyễn Cửu Đàm điểm binh đưa Tống Đức Hầu về trú ở đạo Trấn Giang để chiêu dụ vỗ về kẻ lưu vong, chuẩn bị cơ hội dẹp giặc. Tháng 2, mùa xuân năm Nhâm Thìn 1772, triều đình nghị tội việc Khôi Khoa Hầu không tiếp viện để cho Hà Tiên bị rơi vào tay địch, giáng Khôi Khoa Hầu xuống làm cai đội. Triệu Miên Trường Hầu về kinh đợi lệnh. Tháng 6, quan điều khiển điều binh tiến đánh. Đàm Ân Hầu lãnh đạo binh đi theo đường Tiền Giang. Cai bạ dinh Long Hồ là Hiến Chương Hầu Nguyễn Khoa Thuyên đem quân binh Đông Khẩu theo đường biển Kiên Giang tiến tới. Lưu Thử Kính Thận Hầu theo đường Hậu Giang đến đón Châu Đốc để làm hai đường tiếp ứng cho đạo quân trước. Lúc ấy, Nhân Thanh Hầu đương bị bệnh nặng, một mình Hiến Chương Hầu khoảng 3.000 quân, dùng 50 chiến thuyền đủ cỡ lớn nhỏ tiến đánh quân Xiêm, nhưng thấy bất lợi nên phải rút về đạo Kiên Giang. Đàm Ân Hầu lại dùng một người Cao Miên là Nhâm Trạch làm tiên phong kéo quân đến đánh Nam Vang. Quân Xiêm bị chết rất nhiều, Phi Nhã Tân phải chạy xuống Hà Tiên, Nặc Ông Non thì chạy về Cần Vọt. Quân ta thu phục được các phủ Nam Vang là La Vách. Nặc Ông Non trở lại ngôi cũ, nước Cao Miên từ đó được yên ổn, đại binh kéo về và gửi tiệp báo lên triều đình. Phi Nhã Tân về đến Hà Tiên, bèn viết thư giảng hòa gửi đến Tông Đức. Nhưng hầu không trả lời, Phi Nhã Tân tự mình nghĩ mới chiếm được nước Xiêm, gốc rễ chưa được vững bền, nay đem quân đi xâm lược phương xa cũng chưa thành công. Nếu cứ để cho quân sĩ lưu dây thì một mai nước Xiêm có người chiếm lấy Sào Huyệt, khiến Tấn Thoái đều cùng đường, dẫu có hối cũng không kịp. Y bèn chọn quân giao cho Chiêu Khoa Liên ở lại giữ Hà Tiên, còn tự thân dẫn quân bắt lấy con cái của Tông Đức Hầu và Chiêu Thúy đưa xuống thuyền trở về thành Vọng Cát. Về tới Xiêm thì giết Chiêu Thúy. Tháng 2, mùa xuân năm Quý Tỵ 1773, Tông Đức Hầu ở lại Trấn Giang rồi cho người sang Xiêm để thăm dò động tĩnh. Ngoài mặt tỏ ra hòa hoãn kết thân, nên Phi Nhã Tân bằng lòng đưa người thiếp thứ tư và người con gái nhỏ của Tông Đức Hầu mà y đã bắt để làm tin trở về Trấn Giang và cho gọi Chiêu Khoa Liên về nước. Khi quân Xiêm qua xâm chiếm, chúng đã phá hết thành lũy Hà Tiên, phá tan nhà cửa, cướp hết của cải. Nhân dân đều bỏ trốn, chỉ còn lại gò đất hoang mà thôi. Tông Đức Hầu không xiết bùi ngùi trước cảnh hoang tàn như thơ Thử Ly miêu tả, nên tạm trú ở Trấn Giang, rồi sai hiệp trấn Mạc Tử Hoàng trở về để sửa sang lại dinh lũy. Trích ký sự của Alexander Hamilton. Trong năm 1771, vua Xiêm đã gây ra chiến với Lân Bang với đạo quân gồm 50.000 người đi đường bộ và 20.000 người đi đường biển. Khi lục quân và hải quân Xiêm đe dọa Campuchia, nhà vua nước này biết không thể đương đầu với người Xiêm, bèn ra lệnh cho dân chúng sống dọc biên giới phải tản cư về kinh thành, đồng thời hủy hoại mọi thứ mà họ không mang theo được. Ngày sau đó, nhà vua cho người đi cầu viện nhà vua xứ Đàng Trong, xin nhà vua này tham chiến và che chở cho ông. Việc ấy được người Việt Nam chấp nhận với điều kiện là nước Campuchia trở thành thuộc quốc của xứ Đàng Trong. Mọi việc liền được thỏa thuận và nhà vua Campuchia đã tiếp nhận một đạo quân gồm có 5.000 người tham chiến trên bộ và 3.000 người thủy binh cùng nhiều chiến thuyền có trang bị đầy đủ. Cánh quân đi đường bộ của Xiêm khi mới xâm nhập biên giới Campuchia đã nhận thấy đây đó vắng lặng. Họ bắt đầu hoang mang thất vọng, thiếu thực phẩm, họ buộc phải giết lần hồi tất cả các súc vật dùng để kéo xe hay chuyển vận, cả voi lẫn ngựa.
bệnh dịch tả và bệnh sốt rét cũng hoành hành trong quân ngũ. Chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi, quân số bộ binh của Sim chỉ còn lại một nửa. Còn cánh thủy binh của Sim vào thành Hà Tiên trên những chiếc thuyền nhỏ chỉ nhằm cướp bóc và đốt phá thị trấn này. Việc ấy đã được họ thực hiện xong, chỉ kể riêng món ngà voi mà họ đốt bỏ đã trên 200 tấn. Còn những chiếc thuyền lớn và ghe nhỏ của họ thì chở đầy ắp đồ vật cướp được. Người Việt Nam nắm chắc tình thế thuận lợi đã tấn công chớp nhoáng vào những tàu lớn, đốt một số chiếc, đồng thời lùa một số chiếc lên cạn. Trong lúc đó, đa số thuyền nhỏ của Sim bị mắc kẹt trong lòng sông hẹp dẫn vào thị trấn và không thể quay ra tiếp cứu cho các tàu to. Người Việt Nam sau khi kết thúc chiến trận này bèn rút lui. Họ không cố ý kéo dài cuộc chiến đối đầu với một lực lượng hải quân nhiều hơn gấp bội. Năm 1772, Hamilton vẫn còn thấy nhiều xác tàu đắm và mọi thứ đều tàn, đổ nát tại Hà Tiên. Năm 1778, Thành Gia Định về tay nhà Nguyễn Tây Sơn, Xiêm La trở lại chiếm đóng Nam Vang từ đó cho đến năm 1801, đến lượt vua Gia Long giành lại quyền bá chủ Chân Lạp, Cao Miên. Quyền bảo hộ được Xiêm La nhìn nhận, thời tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt, khi đội quân cuối cùng của Xiêm La phải rời khỏi Ban Tam Bang. Từ đó cho đến đầu triều đại của vua Thiệu Trị năm 1847, với hai sắc dụ cuối cùng cáo chung một thời vang bóng, phong nạp ông Đôn làm quốc vương Cao Miên và Mỹ Lâm quận chúa làm Cao Miên quận chúa. Đó là thông tin thay cho lời kết khép lại video của Việt Sử Toàn Thư.